Chào tất cả quý anh chị. Thì buổi tối hôm nay thì lại ngồi ngẫu hứng một chút. Em không nghĩ là hôm qua em lên cái củ đấy một cái bình trước ấy, thì lại được sự yêu thích của rất là nhiều quý cô ba anh chị. Thì ngày hôm nay lại có một anh ấy muốn lấy cả cặp hai bình. Thì là nó chỉ được một cái củ dị này là nhiều đầu, và thêm anh ấy bảo là lên cho anh một củ dính liền và một củ rời, là hai củ trông khác nhau để xem anh về anh so sánh. Thì hôm nay em lại lên một cái chút gọi là đây gọi là bản demo trước, bình sắp xếp trước, sau đó là mới sắp xếp đầy đủ. Thì cũng tiện đây thì em lại quay tiếp để nói với mọi người. Thì đây em sẽ quay qua một chút. Cái củ này thì là nó rất là nhiều đầu, nó giống như kiểu là một cái củ mang bát độ ấy, và ra chia ra những cái mầm rất là nhỏ xung quanh. Còn cái củ này thì nó liền hai củ với nhau đấy, và một củ rời đó. Và khi em rửa xong thì bây giờ là em vừa xếp đồ các thứ xong vào đây, gọi là bàn demo trước nhỏ nhỏ, sau đó bây giờ em sẽ xếp thêm đồ và một chút nữa khi nào mà em vào rượu em sẽ quay cho mọi người cùng xem. Và cái ý tưởng này thì em cũng nghĩ khá là lâu rồi, và em cũng cảm thấy là nó cái bình 15 lít này nó lại rất phù hợp với những cái củ nhỏ và lên theo cái phong cách này đó. Thì nó cũng đầy đủ tất cả các nguyên liệu đó. Thì hôm nay demo ngồi làm một lúc khoảng tầm chắc là hai bình, chắc mất khoảng tầm hơn 2 tiếng. Thì bây giờ em sẽ lên để cho mọi người cùng xem và theo dõi với em mọi người nhé. Đó, quý cô ba anh chị đợi em một chút để em xếp đồ vào bình, sau đó là một chút nữa trước khi vào rượu thì em sẽ quay thêm một đoạn, sau đó em lại quay vào đoạn vào rượu để cho mọi người cùng nhìn ngắm. Em không nghĩ là được yêu thích như vậy đâu. Đó, rất là cảm ơn mọi người. Chia sẻ tiếp, đó là hai bình rượu mà sau khi em lên tất cả mọi thứ vào bên trong. Đây một cái bình này, nó giống như kiểu là măng. Cái bình này thì sẽ không vào rượu và gửi nguyên đi như thế này. Thì nó ngày mai thì là em sẽ đóng kín lại và sau đó là gửi đi nguyên như này. Không ấy, và cái bình này thì em sẽ vào rượu một chút nữa. Khi em vào rượu thì em sẽ quay. Và em đang còn cảm thấy là cái bình ba củ bên này em lên nó còn đẹp hơn cả bình bên này. Vì là cái củ này khi mà vào ấy thì nó hơi bị đè đồ, trông là nó rõ củ nhưng mà nó không được đặc sắc, không được đặc sắc như củ bên này. Và khi mà vào rượu ấy thì hai cái chùm táo này nó sẽ nổi ngược lên. Đó, lá dâm dương hoắc thì em cài thẳng vào trong củ. Đây là cái sau mặt lưng này. Đó, đây là cách bài trí nó cũng hơi mất thời gian một chút, nhưng mà một chút nữa thì em sẽ sửa lại cái góc bên này. Đó, vào thêm cả nhân sâm nữa và hài long đi kèm với cả cá ngựa, con cá ngựa thì nhỏ nhỏ phía bên trong này. Đó, đây em sẽ lấy nét cho mọi người nhìn. Đó, đây con cá ngựa. Và bắt buộc là bây giờ em phải vào rượu để tránh nó bị thâm, vì là cái nhục cung dung này khi mà gặp ngoài điều kiện ở ngoài mà có gió là nó sẽ thâm ngay. Mình vào rượu luôn ý, thì là nó sẽ trắng. Và khi mà nó đã bị thâm ý, thì vào rượu một thời gian rượu nặng ý, thì nó sẽ trắng lại. Và những cái ngọn này, cái ngọn phía bên trên này thì nó sẽ bị thâm, vì cái ngọn này nó non. Còn đâu ấy, cái bình này thì em sẽ cảm thấy là cái bình này nó có một cái chút chiều sâu, nó có một cái chút chiều sâu hơn. Đấy, có cái bình chiều sâu hơn là cái bình ở bên phải, cái bình như kiểu củ mang bát độ này. Đó. Nếu mà chơi như củ dài thì hôm nay em lên một cái bình này gần như là nó là mẫu. Như củ ngắn nó vào theo phong cách như này thì trông nó rất là đẹp. Đó, nấm sừng hiêu thì trông nó sẽ bài trí được vào. Cái nấm sừng hiêu này phải cố định rất là chắc thì nó sẽ không bị nổi lên, và nó được cái củ nhục giữ lại. Đó, đây là một cái nét mới. Có nghĩa là em gần như là phong cách này thì em lên cái bình chùm nó sẽ đẹp hơn. Và bây giờ em sẽ vào rượu cái bình bên tay trái này cho mọi người cùng thưởng thức, cùng ngắm. Còn cái bình này thì em sẽ đóng lại và để ngày mai em gửi đi, gửi cả hai bình đi luôn. Đó, nhưng cái bình bên này thì anh muốn là anh tự vào rượu của anh, còn cái bình này là rượu của em, là để làm gì, để anh thử xem hai rượu nó có khác nhau không. Em thì
khuyên là anh ấy vào, nhưng mà anh ấy vẫn bảo là thôi cứ gửi về cho anh, anh không không quan trọng, nếu nó thâm thì anh tự vào rượu sau nó cũng có thể là nó sẽ trắng lại. Và em sáng nay em bóc một cái lô hàng thì nó chỉ được có đúng một củ này, cũng rất là đẹp và hay đó. Cái hàng dị độc lạ này thì chắc là lên phong cách này là đẹp nhất đó. Thì bây giờ em sẽ vào rượu rồi em sẽ quay tiếp. Thật ra thì cái rượu này của em mấy hôm nay nó cũng hơi đục, và sau đấy là nó lại còn dính mất tí bột của cái ấy này, thì trông cái bình này nó không được rõ cho lắm đó. Thì ở ngoài thì nhìn được, nhưng ở trong video thì gần như là trông nó đục. Thì đây thì chắc là phải đợi ngày mai khi mà tất cả mọi thứ lắng xuống thì là nó sẽ trong hẳn thì nhìn nó mới đẹp hơn. Nhưng thôi tiện này thì em quay đây. Cái táo này thì ngày mai ấy, nó sẽ hút đủ rượu vào thì nó sẽ lở, nó trông rất là đẹp. Đó, mấy quả táo này thì trông nó sẽ rất là đẹp. Và nhìn thì nó chung là nó sẽ giống như một cái bể thủy sinh. Đó, còn củ bên này thì em sẽ bịt nắp và sẽ bọc kín lại và gửi đi. Đó, hai bình này thì thật ra thì em thích cái bình bên này hơn. Đó, mặc dù nó là củ trông nó đơn giản hơn, nhưng mà cái vào đồ của nó thì trông sẽ đẹp hơn. Ngày mai khi mà tất cả những cái đông trùng này hút nó nở ra thì nó sẽ rất là đẹp. Sao biển nở ra này, tất cả mọi thứ nó đủ rượu vào bên trong thì nó sẽ nổi lên, nó sẽ nở ra thì trông nó sẽ rất là rõ ràng và nhìn rất là đẹp. Đây có phía thấp thoáng chúng ta sẽ nhìn thấy con cá ngựa nhỏ nhỏ này. Đó, nó giống như kiểu là một cái bể thủy sinh ấy. Phong cách này thì em tưởng tượng theo kiểu thủy sinh, nhìn thì nó cũng có một cái gì đấy rất là hay. Đó, ai mà có nhu cầu về liên hệ mà muốn lên bình theo kiểu như này này, nếu mà lên củ dị như này thì chắc là lúc này thì em gần như là không còn. Còn nếu mà lên theo phong cách kiểu củ bình thường và lên theo ấy này thì em sẽ lên được cho mọi người. Đó, mọi người cứ liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0368 980 889, hoặc kết bạn Zalo theo số điện thoại đấy của em. Mọi người có cần kể cả là lên thêm hoa cài đáy hay là như nào em cũng lên được hết. Đó, thì cái cách đấy thì rất là đơn giản. Đó, thì rất là cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi hết video của em. Kính chúc mọi người một ngày mới làm việc hạnh phúc, một buổi tối bên gia đình vui vẻ. Chúc mọi người sức khỏe, bình an. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Đó, mong chờ mọi người sẽ đón chờ những cái video tiếp theo của em.